Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi họ cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lại Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng và đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là đại lễ Chúa Hiển Linh. Hiển Linh là biểu lộ thần tính, là việc Đức Giêsu con Thiên Chúa đã đến và tỏ mình ra cho nhân loại. Ở bài đọc 1, tiên tri Isaiah tiên báo là ánh sáng của Thiên Chúa sẽ xuất hiện trên Israel, và các dân tộc sẽ hướng về ánh sáng ấy mà cất bước. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra hỡi Jerusalem, bởi vì vinh quang của Chúa xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân các nước sẽ lần bước tìm về ánh bình minh của ngươi. Và cái lời sấm đó nó đã được ứng nghiệm, bởi vì con Thiên Chúa đã giáng sinh, sinh ra tại Bethlehem, và ba nhà chiêm tinh đông phương đại diện cho các dân ngoại đã dõi theo ánh sao lạ để tìm đến Bethlehem thờ lạy Chúa cứu thế. Nhưng mà khi họ đến kinh thành Jerusalem thì cái ngôi sao lạ đang dẫn đường nó lại biến mất. Vì thế cho nên họ đã phải vào để hỏi vua Hê-rô-đê: vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của Người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người. Kính thưa cộng đoàn, nếu như cái ngôi sao lạ đó nó đã dẫn ba nhà chiêm tinh thẳng đến hang đá Bethlehem đây, thì chắc họ đã chẳng phải vào dinh vua Hê-rô-đê để mà hỏi thăm làm cái gì. Và vì thế thì Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse đã không phải tất tưởi đang đêm vượt trốn sang Ai Cập, và các thánh anh hài vô tội đã không phải chết một cách oan uổng. Chúng ta thử nghĩ mà xem, đâu là cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong cái trường hợp này? Cứ như chúng ta nghĩ thì chỉ cần cái ánh sao lạ đó nó dẫn ba nhà chiêm tinh đến tận nơi Chúa Giêsu sinh thì sẽ tránh được hai cái nỗi khổ mà chúng ta vừa nói, là
sánh ra Nazareth trốn sang Ai Cập, các hải nhi bị giết hết. Thế mà đằng này Chúa lại để ánh sao lạ nó biến đi, làm cho ba nhà chiêm tinh phải vào cái hang cọp mà hỏi. Thì đúng là thưa ông, con ở bụi này. Bởi vì lúc đó vua Herode đang là trị vì mà lại đến hỏi ông rằng vua người Do Thái mới sinh ra ở đâu, thì chẳng khác gì họ bảo ông rằng này, cái ngai vàng của ông đang bị đe dọa đấy. Tại sao Thiên Chúa lại xảy ra cho nó xảy ra những cái điều đó? Thưa quý cộng đoàn, ở cái bài đọc 2, Thánh Phaolô đã cho chúng ta câu trả lời về vấn đề này. Nhờ tin mừng mà các dân ngoại được nên đồng thừa tự và đồng thông phần với lời hứa của người trong Đức Giêsu Kitô. Mà ba nhà chiêm tinh ở đây là dân ngoại, nó đối xứng với dân Do Thái, với vua Herode và Jerusalem. Nay nhờ tin mừng mà dân ngoại được cùng thừa tự, cùng thân thể và cùng thông phần với dân Do Thái. Nghĩa là những cái gì mà trước đây chỉ ban cho dân Do Thái là dân riêng của Chúa, thì bây giờ Chúa cũng ban cho cả dân ngoại nữa. Vậy thì làm sao để cả hai cùng được thừa hưởng và nên một, nếu không phải là gọi cả hai đến cùng một lúc? Tôi lấy thí dụ như bây giờ một người cha chia gia tài cho hai đứa con, chẳng lẽ ông ta không gọi cả hai đứa đến mà nói rằng phần này là của anh, còn cái phần kia là của em, và cả hai anh em mày đều phải có cái trách nhiệm chung với cái sự nghiệp của cha ông để lại. Nếu mà cả hai đứa con nó đều thiện chí thì chúng sẽ yêu thương nhau và cùng được thừa hưởng gia tài. Nhưng mà nếu chúng ích kỷ thì chúng sẽ tiêu diệt lẫn nhau để chúng chiếm trọn cái gia tài mà hưởng một mình. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta thấy ông vua Herode, ông đã cư xử ích kỷ như vậy. Lời ông lừa dối căn dặn ba nhà chiêm tinh xem ra rất là ngọt ngào. Khi mà các khanh gặp thế hài nhi thì hãy báo tin lại cho trẫm để trẫm cũng đến mà chiều bái người. Khôn quá, lừa lọc người ta đến để làm gì? Để giết chứ đâu có phải để chiều bái người đâu. Ông chỉ đánh lừa được ba nhà chiêm tinh chứ làm sao mà che được mắt Chúa. Vì thế mà Chúa đã kéo ba cái nhà chiêm tinh đi lối khác chứ không trở về để báo tin cho ông ta nữa. Thế là ông ta khùng lên và ông ta đi giết hết tất cả các con trẻ ở Bethlehem. Chính ra khi mà vua Herode được ba nhà chiêm tinh báo tin vua dân Do Thái mới sinh ra, thì ông và cả dân thành Jerusalem phải vui mừng. Vui mừng hơn ai hết mới phải chứ. Chứ việc gì mà phải rối lên. Và sau khi đã được biết địa danh Bethlehem thì họ phải cùng nhau lên đường với ba nhà chiêm tinh đến tìm Chúa. Chứ cái việc gì mà ở lại nhà bày mưu tính kế, huy động quân đội để chuẩn bị một cuộc tàn sát. Chúa đâu có màng gì đến cái cung điện của ông ta đâu. Chúa đâu có cần gì cái ngai vàng của ông ta đâu. Thế mà sao ông ta lại đang tâm lệnh tiêu diệt Chúa và các hài nhi vùng Bethlehem phụ cận nữa? Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa báo tin vui cho cả dân Do Thái lẫn muôn dân. Khi mà dân Do Thái làm ngơ thì Thiên Chúa vẫn kiên trì nhẫn nại, dùng dân ngoài báo tin ngược lại cho dân Do Thái. Và hôm nay thêm một lần nữa, họ đã không đón nhận thì chớ, lại còn đang tâm tìm cách giết Chúa đi nữa. Không cần Chúa xuống thế, không cần Chúa làm người làm gì, không cần Chúa đến cứu chúng tôi làm gì. Cứ mong chờ cho đấng cứu thế đến, và khi Ngài đến thì lạ lùng quá, họ không đón nhận Ngài, cho ra ngoài, Ngài ra ngoài rìa hết. Đó mới là cái lạ lùng của dân Do Thái. Và cũng vậy, trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều khi Chúa cũng dùng những anh chị em dân ngoại, những người lương dân,
để họ nhắc nhở chúng ta giữ đạo và sống đạo. Chúng ta là những người đã theo Chúa, có thể là lâu năm lắm rồi, hoặc là có thể mới đây thôi, nhưng mà chúng ta không có giữ đạo, cũng không có sống đạo. Vì thế mà Chúa dùng những người ngoại giáo, họ đến họ bảo cho chúng ta giữ đạo. Tôi lấy thí dụ có một câu chuyện. Có một cô gái ở bên Lương đến cáo với tôi rằng con quen cái anh đó là người có đạo, và chúng con lỡ ở với nhau có thai rồi. Anh ấy mới thuyết phục con rằng thôi em hãy đi bỏ cái thai đó đi. Nhưng mà con đâu có chịu. Con nói rằng đáng lẽ ra đó anh phải cấm em phá thai mới phải chứ. Bởi vì giới răn của đạo anh dạy chớ giết người cơ mà. Bởi vì hai người đang học đạo nên cô ta đã học về giới răn Chúa. Cô ta biết rằng cái giới răn thứ năm là không được giết người, mặc dù chưa theo đạo. Thì anh ta yêu cô ta quá cho nên nghe ra và về nói với bố mẹ. Thì bố mẹ anh ấy bảo làm sao? Mày phải bỏ ngay nó đi, bỏ ngay cái thai nó đi, tao mới cưới cho mày. Tao là ông chánh, ông trùm xứ này nè, mà bây giờ chúng mày làm phép giao thì tao còn mặt mũi gì nữa. Và anh ấy mới nhắc lại, bố ơi, điều răn thứ năm chớ giết người. Thì bố anh ta bảo làm sao? Mày không có răn rung gì hết, mày làm thì mày chịu. Nhưng mà anh đó nói là vâng, bây giờ con làm thì con chịu, con chỉ xin rằng bố đứng ra mà thôi, còn mọi cái con lo hết. Thì ông mới quát lớn lên rằng còn mặt tao thì sao? Mày làm rồi, bây giờ mày bắt cả bố mày chịu xấu hổ với mày sao? Thưa cộng đoàn, trong cái việc này, ai là người báo tin mừng cứu độ cho ai? Ai là cái người nhắc chúng ta giữ đạo? Cái người công giáo hay là người bên Lương? Ai nhắc nhở cho ai làm lành lánh dữ? Cái người bên Lương hay là người công giáo? Hay là có khi nào chúng ta đi làm với một người bên Lương mà họ hỏi hào, hỏi chúng ta rằng này, hôm nay người công giáo kiêng việc xác hết, mà tại sao anh chị lại đi làm? Có khi nào các chị đi buôn bán với một người bên Lương mà bị họ nhắc rằng các chị cứ cân gian đong thiếu như thế này là tội chết? Có khi nào các anh đang ngồi nhậu với các bạn ở bên Lương, nghe chung nhà thờ đi lễ Chủ nhật mà bị họ giục là này chuông rồi đấy, về đi lễ đi? Hay là các anh em làm cái nghề xây dựng, cứ sau một công trình thì chủ thầu mời anh em đi bồi dưỡng bia ôm. Thì bạn bên Lương hỏi rằng ủa, anh là người công giáo mà cũng đi bia ôm à? Và chúng ta chống chế lại rằng tôi chỉ uống bia thôi, chứ tôi đâu có ôm ai đâu. Có khi nào các chị đến phòng sinh đẻ có kế hoạch để hút thai và đặt vòng, mà trong cái bệnh án của các chị em không dám khai mình là người công giáo, là bởi vì sợ người ta hỏi rằng người công giáo cũng được hút thai và đặt vòng hay sao? Thì chúng ta không biết trả lời làm sao hết. Có một cái anh kia nói về Chúa cho người ta hay lắm, cái người cùng làm trong xí nghiệp của mình, và anh ta cố thuyết phục ngày nào anh ta cũng nói cái anh ấy là thôi tin Chúa đi. Nhưng mà cái anh đó quyết định không có chịu tin, bởi vì anh ta nói rằng tôi có cái lý do riêng của tôi để tôi giữ vững lập trường của tôi, bởi vì ở trong cái xí nghiệp này này, tôi biết anh là một người tín hữu, nhưng mà việc làm hàng ngày của anh nó không có chứng minh cái lòng tin của anh. Chẳng hạn như anh lúc nào cũng đi lễ trễ hết, anh lúc nào cũng đi trễ về sớm, làm việc thì không có chăm chỉ mà cứ hay nói chuyện để làm mất thì giờ. Rồi khi mà người ta khiển trách thì anh lại tức bực khó chịu, không có nhận lỗi mà còn thái độ tức bực. Nếu mà tôi tin Chúa như anh thì tôi không muốn. Thật là đáng buồn biết bao.
khi chúng ta chỉ có cái vỏ công giáo thôi mà thiếu cái ruột tin mừng là cái việc sống đạo, sống bác ái, hy sinh, tha thứ và yêu thương nhau. Thưa cộng đoàn, thế giới ngày hôm nay rất cần những ánh sao sáng của niềm tin để xóa đi những cái nghi kỵ hiểu lầm, ánh sao sáng của tình yêu để mà cảm thông nâng đỡ nhau, ánh sao sáng của bao dung để xóa bỏ hận thù chiến tranh. Ánh sao sáng ấy cần được tỏ hiện trong từng gia đình, nơi mà các thành viên cần phải là ánh sao sáng để mà dẫn dắt nhau. Nơi gia đình không thể thiếu ánh sáng sao của niềm tin, của tình yêu và tha thứ. Cần phải có ánh sao sáng của niềm tin để mọi người tin tưởng lẫn nhau. Không có niềm tin, gia đình chúng ta sẽ không có thuận hòa, mà chỉ có đố kỵ rồi ghen tương. Rồi gia đình cũng cần có ánh sao sáng của tình yêu và tha thứ để mọi người biết cảm thông và nâng đỡ nhau, hầu giúp nhau sống đúng cái phẩm giá làm người và làm con của Chúa. Hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển Linh, mỗi người chúng ta được mời gọi để trở thành ánh sao lạ. Nhớ ánh sao lạ chứ không phải là ánh sao thường hay là những cái ánh sao nó lấp lẽ ở cái ngôi sao này đâu. Chúng ta phải trở thành những ngôi sao lạ để dẫn đưa mọi người về với Chúa. Nhưng mà thế nào mới là ánh sao lạ? Đó mới là quan trọng. Thì xin thưa rằng, người ta chửi rủa chúng ta mà chúng ta lại tha thứ và chúc phúc cho họ, đó là lạ đấy. Người ta ghét chúng ta mà chúng ta vẫn vui vẻ giúp đỡ họ, lạ lắm. Chúng ta nhặt được cái tiền rơi ở ngoài đường mà chúng ta tìm cái người đánh rơi để chúng ta đưa lại cho họ thì quá lạ. Thường là chúng ta bỏ vào túi, rồi chúng ta quét rác ngoài đường, chúng ta đưa về thùng rác hay là hố rác của nhà mình mà đổ thì nó lạ lắm. Hầu hết chúng ta mang rác ra đường chúng ta đổ, ra các cống rãnh chúng ta đổ, vứt cả chuột cả con vật ra ngoài đường cho xe nó cáng nát ra, rồi rút cục mưa nó lụt. Là tại sao? Tại chúng ta ai cũng ích kỷ hết, ai cũng lo đến phần của mình với gia đình mình, không có trở thành những ánh sao lạ. Giả như chúng ta là ánh sao lạ thì chúng ta sẽ sẵn sàng đào sân của nhà mình ra cũng được nữa, để cho nước nó chảy qua, rồi đưa rác về nhà đổ vào thùng rác của nhà mình, đợi cái xe rác nó đến mình đưa cho nó mang đi thì khỏi ngập đường, rồi khỏi chảy nước sang nhà hàng xóm. Đó mới là lạ chứ. Con của Chúa chứ đâu phải con của ai. Chúng ta phải sống như Chúa thương chúng ta. Chúa thương chúng ta lắm, Chúa cho chúng ta tất cả. Còn chúng ta thì ích kỷ, không muốn cho ai cái gì hết, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình, không bao giờ quan tâm tế nhị với tha nhân. Rồi bây giờ đang góp tiền để Tết này mình đổi một cái xe mới đi cho nó lịch sự, mà bây giờ mình thấy cái người hàng xóm mà không có gạo ăn, lại còn phải đưa con họ đi bệnh viện, cho nên mình lấy cái tiền đó mình giúp họ, để rồi Tết này mình vẫn phải đi cái xe cũ thì lạ lắm. Không biết anh chị em có dám làm cái điều đó không? Giáo xứ đang quyên góp chút quà cho các cha nhà hưu dưỡng để xây cái nhà mới cho các ngài, hoặc là những cái gia đình nghèo để họ được ăn Tết sắp sửa rồi, mà chúng ta sẵn sàng mở cái hầu bao ra để cho họ thì lạ lắm. Hầu như chúng ta sợ phải giúp đỡ, lúc nào cũng cằn nhằn, hết thông báo này đến thông báo kia, hết xin nhà thờ này đến nhà thờ nọ, rồi lại xin nhà hưu dưỡng, xin đủ thứ hết, tiền đâu mà cho. Chúng ta cứ cho đi, Chúa sẽ cho lại chúng ta. Chúng ta mà tiếc với Chúa, Chúa cũng tiếc với chúng ta thôi. Mà chúng ta cho một thì Chúa sẽ trả lại gấp trăm cho chúng ta. Chúa nói rồi mà, ai từ bỏ mọi sự mà theo thầy thì sẽ được thưởng phất trăm ở đời này, chứ chưa nói ở đời sau đâu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cứ tính toán, so đó tính toán hơn thiệt, rồi cho ít thì nói nhiều, giúp đỡ cái này giúp đỡ cái kia thì muốn đăng lên trên mạng cho người ta coi, đi đâu cũng chụp hình,
cũng làm cái này làm cái kia để khoe của khoe mẽ, mất hết công sức của chúng ta bỏ ra, mất hết. Chúa không muốn chúng ta làm những cái việc đó. Chúa muốn chúng ta hy sinh trong thầm lặng. Chúa muốn chúng ta quảng đại, tha thứ, yêu thương nhau và giúp đỡ nhau. Chúng ta thấy ngày hôm nay giữa một cái xã hội ích kỷ, mọi người chỉ biết lo cho mình, thì bất cứ một cái hành vi cử chỉ nào chúng ta quan tâm giúp đỡ người khác đều là những ánh sao lạ dẫn người ta đến với Chúa được hết. Dù cho cái ánh sao lạ của chúng ta nó nhỏ bé, nhưng mà nó lạ là được rồi, thì nó vẫn có tác dụng để lôi cuốn người ta về với Chúa. Vậy tôi ước mong rằng chúng ta đã bước vào năm mới, năm 2024, và rồi chúng ta chỉ còn một tháng nữa thôi là chúng ta mừng Tết âm lịch. Không biết rằng sang năm mới chúng ta có đổi mới được tí nào không? Thì tôi ước mong và cầu chúc cho quý ông bà anh chị em chúng ta bước sang năm mới cũng là năm phụng vụ mới. Tất cả chúng ta được canh tân cải thiện đời sống, nhất là chúng ta sửa lại cái tính ích kỷ của mình, để chúng ta sống an bình trong tình thương của Chúa, để chúng ta sống vui vẻ bên mọi người chung quanh chúng ta. Không vì chúng ta mà người ta đau khổ, nhưng mà gặp thấy chúng ta là người ta có thể gặp được Chúa, gặp được những ánh sao lạ để dẫn đưa họ về với Chúa. Đó là cái việc truyền giáo của chúng ta đó. Chúa không đòi chúng ta phải làm cái gì quá sức chúng ta hay gì lớn lao, nhưng mà chúng ta hy sinh trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình cũng như ngoài xóm ngõ, chúng ta biết quan tâm đến nhau, chia sẻ, thông cảm, quan tâm nâng đỡ, tha thứ, thì tất cả sẽ đẹp. Và rồi Chúa sẽ được người ta nhận biết và yêu mến. Như xưa Chúa đã dùng những ánh sao lạ để dẫn đưa ba vua đến với hang đá Bethlehem, thì ngày hôm nay Chúa cũng muốn cho mỗi người chúng ta trở thành những ánh sao lạ như vậy, để chúng ta dẫn anh chị em chúng ta còn nhiều lắm. Thế giới ngày hôm nay, ngay trong đất nước Việt Nam của chúng ta, còn biết bao nhiêu anh chị em có biết Chúa đâu. Tội nghiệp cho họ, chúng ta phải hy sinh một chút để chúng ta hiến mình phụng sự Chúa và phục vụ cho họ. Xin Chúa nhân từ chúc lành cho quý ông bà anh chị em trong năm mới này, để tất cả chúng ta ai nấy sống trong yêu thương nhau và sống trong sự bình an cũng như tình yêu thương quan phòng che chở của Chúa và Đức Mẹ. Amen. Xin mời.